Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Thì lần trước tôi có làm clip nhà thuyền bằng chai nước. Thì lần đấy làm cũng rất nhiều bạn ủng hộ. Nhưng cái nhà thuyền đấy thì nó không được chắc chắn cho lắm. Vì vậy hôm nay tôi sẽ làm một cái nhà thuyền đẳng cấp hơn, chất lượng hơn. Đó là nhà thuyền bằng bìa cắt tông. Nhưng mà đây là cái nhà bằng bìa cắt tông thôi. Còn bên dưới là làm bằng sàn gỗ này. Còn bên dưới nữa là khung sắt này. Bên dưới nữa là có những cái thùng phi để chống chịu không cho cái thuyền nó chìm. Nói chung là một căn nhà cực kỳ vững chãi và đẹp luôn. Đấy, bây giờ tôi nhảy lên cho các bạn xem luôn này. Đấy, nhìn này. Tôi không nhảy nữa. Các bạn thấy đẹp không? Có chất đúng không? Đẹp không? Thằng Vinh mày chắn hết máy quay rồi. Các bạn nhìn cái gì mà chất? Đứng ở đây mấy anh. Đây đây. Đứng ở tận chỗ này. Quay được mà. À đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn chất chưa? Chất. Và hôm nay tôi sẽ thực hiện clip sinh tồn ở trên sông bằng căn nhà nhà thuyền này. Thì tôi với Vinh sẽ thực hiện thử thách này. Sinh tồn trên sông bằng nhà thuyền. Mình sẵn sàng làm thử thách sinh tồn chưa em? Rồi. Rồi, ok. Okay. Bây giờ chúng tôi sẽ lên nhà thuyền nha các bạn nhá. Ok. Thì con nhà thuyền này nó rất chắc chắn, ăn lên nhảy lên thoải mái luôn, không sợ bị chìm. Đấy. Nói chung là căn nhà rất là vững chãi. Không để chìm được. Anh đi ra để lui vào để em nhảy nha. Cô mày nhảy sập nhà của anh đấy chứ này. Được. Chắc lắm. Vinh anh nhảy sải rồi, nhảy đi em. Nhảy nhá. Nhìn đấy. Đấy, ăn chặt. Nói chung là cái con thuyền này chúng tôi đã làm ra cực kỳ chắc chắn, không thể nào chìm được. Chìm sao được? Tồn tại theo 5 tháng với thời gian luôn. Anh em mình hôm nay làm thử thách nguyên 1 tháng ở trên sông luôn, không phải lom dom ra. Bye bye. Tôi không đi tìm sư phụ đây. Thôi chú tới à? Sập nhà rồi. Bye bye nha. Tôi với Vinh đi đây. Cái nhà thuyền này nó lặng. Đáng nhá, gắn thêm cái động cơ thì đẹp. Cái còn cái cầm cái tay chèo này, cả cái che to đùng. Nó hơi lặng các bạn ạ. Yeah. Đây là bên trong ngôi nhà thuyền của chúng tôi. Thì cái nhà thuyền, trên nhà thuyền này làm bằng giấy, vì vậy là che được nắng. Nhưng mà tôi sợ mưa các bạn ạ. Nếu mà mưa thì nhà thuyền của tôi nó sẽ hỏng. Căn bản nhà nó làm bằng bìa cắt tông mà. Nếu mà mưa thì khả năng chúng tôi phải kết thúc thử thách. Thì để thực hiện thử thách sinh tồn ngày hôm nay, chúng tôi đã phải chuẩn bị một cái bếp ga và bát đũa và một cái cần câu. Thì ở trên chân sông thường là chỉ có cá thôi mà. Thì tôi đã chuẩn bị hai cái cần câu để tôi với nhảy câu cá để sống qua ngày. Thì đây, bát đũa đây, có cả bình ga đây để nếu mà câu được cá thì có thể nướng cá, nấu cá ăn. Đấy. Thì vào đây là có một cái số dụng cụ để cứu trợ nếu chúng tôi gặp sự cố gì chẳng hạn. Đấy, và còn một quả bóng chuyền để anh em tôi thỉnh thoảng chơi cho đỡ chán, vì sinh tồn ở trên thuyền nó cũng chán lắm các bạn. Chỉ có hai anh em ở trên con thuyền này cũng chán các bạn ạ. Vậy cầm quả bóng chuyền lên đây để giải trí, thỉnh thoảng đánh vào đầu Vinh như này. Không khí trong lành quá bạn ơi. Cái cảm giác ngồi lênh đênh trên sông mà hít thở không khí trong lành sướng thật. Xung quanh toàn là cây cối, ở giữa sông mùi hồi. Thành phố không mà có loại không khí này các bạn ạ. Thích thật. Mình Dưỡng ơi. Đói ấy. Anh em mình câu cá ăn đi. Đói rồi á? Ừ. Từ từ đã, anh em vừa mới ở đây mấy tiếng thì sáng mới không ăn gì à? Đang ăn gì đâu, đã được kịp bát nào đâu. Anh đang tận hưởng cái không khí trong lành ở trên sông, đang sướng. Đang sướng à? Hít không khí trong lành này là anh cảm thấy lo rồi. Hít thì này là trẻ lâu bao nhiêu ra đấy. Đúng rồi. Được. Sống ở nơi nào ô nhiễm thì tuổi thọ chắc chắn sẽ không bằng tuổi thọ hít ở không khí đây rồi. Dưỡng ơi. Dậy, anh say sóng à? Ừ, không quen với say sóng rồi. Nước đâu? Nước anh dồn hai chai anh mang đi đấy, trong đây này. Đâu thì có này, hết sạch gì, còn gì thì nước nào anh có dồn đâu, quên à? Ôi giời, anh quên rồi.
Chết rồi. Ê, làm em tù chả còn giọt nước nào uống. Chết rồi, bây giờ không mang nước làm gì làm. À, hay mày uống tạm nước sông đi không sao đâu. Thì uống nước sông đau bụng chết. Đi ngoài thả đâu. Ờ thế thế thôi, thế bây giờ làm nào. Thế trái anh mệt quá. Thế mà anh chỉ bị nước loi đổi đầy đủ hết rồi. Mang trái không ở đây. Về còn đói này, anh còn đói này. Vừa đói vừa chóng mặt này. Thế anh em mình câu cá. Khô hết mồm à. Mồm thế anh ai bắt anh quên không lấy nước. Dồn nước không dồn, sao mà trái không ở đây làm gì. Biết đâu được, anh chuẩn bị rồi, anh tưởng là anh mang rồi. Thế em hỏi bà cầm nước lên chưa, đầy đủ chưa. Anh cầm rồi, cầm hai chai không. Thế nói làm cái gì. Khát khô hết cổ, anh thì đói, em cũng đói. Em còn khát nước khô hết cổ này. Thôi thế bây giờ anh em mình câu cá cho đỡ đói đi. Ừ, thế đi câu cá. Đi câu cá đi. Mang cần câu đây em. Đi đây. Ừ, rồi. À. Mà trên sông này không biết cá nó cắn không. Lần trước anh có làm clip câu cá trên sông rồi không câu được đâu Minh ạ. Khó lắm. Cứ thử biết liền mà anh. Này. Này mày câu cần này đi em. Mong là câu được cá không anh em mình chết đói. Dạ, mắc. Mắc được. Rồi từ từ mày đừng mộng. Rồi. Được. Đây, câu hướng này đi em. Đấy ra hướng đấy câu. Cái gì? Nào. Độ độ ăn chặt độ độ. Độ mắc mồm mày. Cố gắng kiếm một con cá để đỡ đói các bạn ạ. Không này không câu được con cá là đói hai anh em mình chết khô anh Dưỡng ạ. Đói mà mát nơi. Mong rằng được con cá. Câu cá trên sông nó cứ mình cứ nhìn ra cái lớp sóng nó lăn tăn nhìn kiểu như mình chóng mặt mình sắp nôn thôi. Mình câu được con cá chưa anh Dưỡng ơi? Nâu, no, mày câu cá trên sông mày nghĩ dễ đấy à? Ê, anh em mình chết đói à? Cố gắng đi em, mỗi anh em một cần câu. Cái này em câu chờ mãi không thấy con cá nào cắn này. Từ từ. Câu suốt từ vừa nãy rồi. Mày biết Khương Tử Nha không? Câu cá bằng lưỡi thẳng không? À, mày cấp đấy. Cái gì mày từ từ. Từ từ. Chờ đợi lại hạnh phúc hiểu không? Ừ. Cá thì phải từ từ mình thích à? Từ từ khoa cái gì rồi? Ừ. À, đấy kìa chim kìa. Rồi. Giật đi. Ui. Không được con nào à? Gần được. Thế câu ở ao tỷ lệ cá nó cắn nó dễ hơn. Ở sông thì sâu lắm. Cảm giác nó mông lung lắm. Còn một con sông nó rộng ấy, chả biết con cá nó có cắn không. Ê chán đi. Em chán em vứt cần đây mà bảo cắn đi. Hay là Vinh nhảy xuống bắt cá đi em. Nhảy xuống bắt cá thì có đánh đố em à? Bây giờ câu không câu được rồi thì anh em nhịn đói à? Uống nước không thì uống cái tay đi ỉa vậy, đi ỉa cũng được vậy, uống nước sông này được thì... Uống nước vẫn phải ăn chứ không ăn để đói à? Chả là con nào này. Thế mà anh bảo, anh câu anh còn câu được, còn em chắc em không câu được đâu. Nhưng mà phải từ từ em. Cái gì phải từ từ. Cái gì cũng phải chờ đợi hạnh phúc đúng không? Cố gắng một câu đi ông, không đừng có để mấy anh em nhịn đói. Úi, sao có em hết mồi đấy? Ồ, nó dí hết sạch mồi đấy, không có cái nào à? Thế mày câu không để ý gì hết, hết cả mồi đây anh ui cho rồi. Mồi cho. Vừa ăn giật mấy cái đây. Vừa giật mấy cái này, ăn hết sạch mồi luôn này. Rồi. Nâng lên không có tí mồi nào. Ô, anh Dương ơi. Ôi. Cái gì nó trôi về đây này? Đây phải quả dừa đó. Ô. Quả dừa này. Ủa? Quả dừa trôi bên sao này? Đây câu cá thì nó quả dừa. Kìa nhanh. Quả dừa có nước bên trong, dừa có nước em ơi. Nhanh. Đang đói. Đây. Ồ, có cái trông đói rồi. Đã khát nước nữa rồi. Bỏ ra đây không mắc cần rồi đấy. Anh lên đi cho. Hay ghê nhỉ. Cái gì có thích quả dừa. Ô dừa đâu nó trôi về đây nhỉ? Em không biết được. Ngoài ra thì thấy nhanh đây. Yeah. Ô, được quả dừa. Ô, kia ấy thì quả nữa sao kìa. Quả nữa kìa. Cái này cái kia thì ra lấy nào. Bơi đi Minh ơi. Em nhảy xuống bơi á? Ừ. Ừ thế được. Thế em nhảy xuống bơi anh em mình cùng uống. Mỗi anh em quả hả? Bây giờ làm gì có đồ cá đâu. Anh mày không bơi thì lấy đâu ra đồ ăn, đồ uống. Anh em mình mỗi cùng mình bơi đi. Mỗi người quả nhá. Ui lạnh thế. Cố lên em ơi. Đang khát mày có khát không? Có. Thế thì cố lên. Chúng nó lớp quả dừa lên cho anh. Ui lạnh thế. Lạnh
gì mà lạnh. Xuống đi ạ. Chết rồi. Vừa nãy xảy ra một tình huống nguy hiểm, đó là con thuyền chúng tôi nó bị bung một cái thùng phi ra, rất nguy hiểm. Dạ tôi đang sửa các bạn. Vinh nhìn này, nó vừa nó sửa được rồi, may quá. Không sao các bạn, may quá không. Quả đấy mà cả cái thuyền này chìm thì không thể cứu được. May chỉ một cái thùng nó bật ra thôi. Được chưa? Đây rồi. Nhanh lên, lên. À, tôi lấy nước quả dừa đi em. Rồi từ từ em bung nước quả phát này đã. Chắc vào nhá, không đừng để nó lại bung ra như vừa lại, sợ lắm ấy. Rồi. Vừa nó một tình huống hú hồn luôn các bạn, sợ. Chứ cứ tưởng nó chìm cả cái thuyền này thì chết. Quả dừa nguyên à? Nguyên. Ngon, thế là anh em mình thu hoạch được hai quả dừa. Ủa, ok. Ngon rồi, lên đây ăn. Đang khát nước, đang đói, không câu được con cá nào hết. May quá có quả dừa. Ôi, ngọt lắm. Vinh nhìn này à, công lớn nhìn thấy phát hiện ra quả dừa rồi đấy. Anh công mấy này em không nhìn thấy. Công lớn là công thuộc của mày đấy, mày uống đi. Quả này ngon nhất anh phần mày đấy. Quả này bé là để anh ăn. Ôi trời ơi. Mà tôi không có tí, có gì ngọt. Xúc à? Xúc á. Tí anh chặt đôi. Tí uống hết nước anh chặt đôi ra ăn cùi. Ừ, ngậm được. Uống nào. Dốc mồm. Từ từ thôi, nó tràn hết ra phí, mày phải tiết kiệm từng giọt nước chứ. Anh em mình đã thực hiện thử thách mà tiết kiệm giọt nước. Ngon thật. Đang đói, đang khát mà được quả dừa. Đang khát. Tuyệt vời thật. Này, bỏ dịch chân ra không? Chân nhắn không? Ui giời. Đấy. Ôi. Ngon đấy. Quả dừa ngon, chưa bị hỏng. Ngon lắm các bạn. Cảm ơn con người dơ nhá. Tí anh em mình chết khác. Mày quá, chắc là những người buôn dừa kiểu như là để cho một thuyền dừa rơi ra một hai quả mà. Thế đấy, đầy quá. Thế em bảo cảm ơn người dơ nhớ. Cảm ơn ai đã làm rơi dừa trên sông. Được rồi. Ở đâu? Những dừa này nó từ trên cây ở rìa bờ sông, rìa bờ biển nó rụng xuống nó trôi về đây thì sao, chứ không phải của người buôn. Nói chung là kệ, có dừa uống ăn là ngon rồi. Ngon thế nhỉ. Nó cho ông quay phim một hớp không, ông quay phim thèm. À, cho ông quay phim này. Rồi. Uống đi. Nào, dê nhá. Chúc mừng năm mới. Ngon thế nhỉ. Ngon đấy, đang đói, đang khát. Cái này trong đó một nửa đấy. Thì ăn cùi dừa đấy, ngon. Rồi. Có cách lấy cùi rồi. Này. À. Tuyệt vời, con ông mặt trời luôn. Thôi để anh bổ cho không vào tay. Cái này cùi của em ngon lắm. Anh thương mày lắm. Của em ngon lắm. Ừ, đây. Quả này cùi của mày ngon, cùi được cứng. Nhẹ nhàng thôi, sập đấy. Sập em... được. Sập được nữa em không buộc đâu. Đang đói cơ mà sập cái gì nữa. May quá có quả dừa lót dạ các bạn ạ. Không, chúng tôi không biết chống đói bằng cách nào. Ngon. Anh Dưỡng đang chạy sóng trong kia, chắc không đi thuyền bao giờ, say sóng trong kia, làm ngủ rồi. Còn tôi chắc khỏe hơn anh đấy tí, vẫn ngồi đây câu cá được. Tôi phải cố gắng câu được con cá để anh em tôi ăn các bạn ạ. Ui lặng thế không được, không phải các bạn. Đói quá các bạn ơi. Hai anh em tôi câu mãi được con cá nào. Suốt từ sáng đến bây giờ chắc phải tầm 3 giờ chiều mất. Chưa được ăn bữa trưa. Anh cũng đói lắm rồi Vinh ơi. Thế anh em mình phải cố gắng lên. Cố gắng thì mày câu. Mày phải câu ở nó. Anh câu thì chắc chắn anh sẽ được cá luôn. Quên chưa đi. Ơi, phải anh chìm sao kìa. Kìa, đúng ui, không? Ui, ui kìa. Ui, cá. Cá rồi. Ui, con cá đâu phi. Có rồi. Ui, mình dây kìa.
Ui kìa, bắt bao. Ui kìa, to thế. Bây giờ tôi có được con cá trong Phi. Ui là rồi, rơi mất rồi này. Bây giờ tôi đã bắt được con cá trong Phi chứ. Ui con cá này, ui con cá này to lắm. Con này chắc phải 1 cân mất. Ui mà cá sông mình, ui kìa, nằm rồi. Bây giờ chúng tôi đã có đồ ăn rồi, chúng đói rồi. Dạ. Ui, cá canh chưa câu. Rất rất câu kìa. Ui khỏe đây. Ui cá đâu Phi. Ui ôi tưởng là ui tưởng là xong câu cá khó mà không ngờ câu được cá các bạn ơi. Kìa đặt lên không nó bay nó sổng ra rồi. Từ từ nó đang khỏe, từ từ mới bắt được, nó đang dễ mạnh từ từ. Vậy là ok kìa. Dạ yeah. Nào thu cá lại, thu bán đi vào. Cầm dây chim ơi, chim ơi, mày chạy sao thoát được em ơi. Vậy chúng tôi đã có đồ ăn rồi. Bây giờ chúng tôi câu được 2 con cá châu Phi liền. Không sao ở sông nhiều cá châu Phi to đấy nhỉ. Thì bây giờ chúng tôi sẽ phóng sinh 1 con. Chúng tôi chỉ để ăn 1 con thôi. Rồi. Vì con cá châu Phi này to lắm. Bye bye. Bây giờ tôi sẽ chế biến cá rô phi chiên nha các bạn nha. Thì tôi sẽ ăn khúc giữa, còn khúc đuôi này tôi sẽ để dành nha các bạn nha. Để dành để lúc khác đói thì ăn, chứ không nên ăn hết. Ăn hết là ăn hết thì kia sợ anh em mình đói. Đến bây giờ mình câu được con nữa. Bây giờ anh em mình chiên cái này này. Ôi từ để lâu vào. Lần đầu tiên tôi nấu ăn ở trên sông đấy các bạn ạ. Khả năng không nào anh em mình ra Hạ Long thuê du thuyền chơi một hôm em ạ. Để xem là du thuyền như nào, chứ suốt ngày làm chế tạo cái thuyền bè như này cũng chán các bạn ạ. Khả năng clip được nhiều like tôi sẽ ra Hạ Long thuê du thuyền, tôi sẽ làm clip trên du thuyền nhé các bạn nhé. 100.000 like clip sau đi du thuyền luôn, đi thuê du thuyền làm clip cho các bạn xem luôn, 24 giờ đấy luôn. Rồi 24 giờ du thuyền đẳng cấp luôn. Ngon đấy, chín đấy anh Dứt ạ. Ngon rồi anh nhỉ, anh thèm lắm rồi đấy. Trước này em chưa thấy bao giờ anh Dưỡng vào bếp, hôm nay em thấy anh Dưỡng vào bếp này có lạ đấy, có biến đấy. Thế bây giờ trên thuyền có mỗi 2 anh em. Mày thì tù tà rồi. Thì anh không nấu thì mày nấu để mày đốt nhà. Đốt nhà điện đốt nào được, đẳng cấp với em đốt được nhà thì cháy ra chứ không đốt thì cháy thôi. Đã lại bảo tôi không dám giao phó những việc khó khăn cho mình để các bạn ạ. Cái này chắc em làm được, nấu ăn thì nghề của em rồi, không sợ cháy nhà làm sao được. Này nghe kiểu như bọn tức tốc rồi. Cháu không đốt, cháu chỉ châm thôi. Cháu không chốt, cháu chỉ châm thôi à. Vậy là cá đã chín rồi các bạn ơi. Ui ngon thế. Đây sẽ bỏ ra bàn. Đây ở đây. Không ăn trước em, vào chuẩn bị lấy bát đũa đây nhanh. Vâng, bắt anh đây anh ba. Ngồi vào ăn đi. Ngon thế, cái này em có gì chấm ngon quá nhỉ. À đây, anh có mang qua bộ canh mì tôm mà, anh chuyên găm bộ canh mì tôm. Ui ừ, ngon đấy. Tôi rất thích ăn hoa quả, chấm bộ canh mì tôm nên tôi hay găm cái bộ canh mì tôm. Ui thế tuyệt vời quá, gì bằng nữa. Ui ui. Ăn đi anh ơi. Ngon đấy. Ui ui. Ui ui. Đúng, anh không mời các bạn ăn à? Mời các bạn ăn cùng với tôi nhá. Mời cả nhà ăn cá nhá. Ngon, ngon dã man luôn các bạn ạ. Được, chín ngon đấy. Ôi. Ngon thế nhỉ. Ngon. Ngọt nhỉ. Ngọt, cá sông ngon thế. Cái da của cá sông rất là giòn các bạn, rất là ngon. May là có bột canh chấm, không thì ăn không có chấm thì không ngon. Béo thế, ngọt thật, ngon. Nhìn nước kìa, ngon mà. Cá sông sao thật ngon thật. Tỉnh người các bạn ạ. Đang mệt mỏi, đang say sóng thì ăn được cái miếng cá. Đỡ sóng ngày đúng không? Ngon, đỡ say sóng luôn. Rồi. Nhìn cá thịt cá rồi. Vàng ươm này mình chỉ mới ăn nhiều thôi. Quá. Ngon nhỉ? Ngon. Ngon nước nữa.
Ừ, ngon đấy. Tôi thích, thích ăn da cá vì da cá nó rất là giòn, rất là ngon các bạn. Đúng rồi. Ngon ơi, ngon luôn ý nè. Ngon tăng. Tuyệt vời các bạn, ngon lắm. Ngon nhỉ. Cá thì nó bình thường nhưng mà do anh em mình ăn ở trên sông đấy. Mà lúc đang đói đấy. Nên cảm giác nó nhân lên đó. Đấy, cảm giác nó sung sướng đúng không? Ngon, vừa ngon vừa ngọt, vừa thoải mái. Ăn xong khúc cá vẫn còn thòm thèm các bạn ạ. Vẫn còn muốn ăn tiếp. Vẫn muốn ăn tiếp. Hàng rắn nó khúc kia. Để dành. Để dành lúc đói thì rán tiếp chứ bây giờ ăn hết một lúc thì lúc nào đói thì lấy đâu đồ ăn ăn. Phải ăn thòm thèm này nó mới ngon. Đúng rồi. Nó ngon. Còn một khúc đuôi Vinh thì nè, nó cứ xin là ăn tiếp các bạn. Thôi để dành em ơi. Không, tại vì anh vừa bảo ăn đang ngon. Thôi để em bảo hai rán tiếp. Ăn thế thôi. Ừ, ăn thế thôi. Ăn thòm thèm này nó mới no, nó mới ngon. Ăn phải để dành chứ, biết để dành. Mình làm thử thách sinh tồn trên sông, mình ăn hết thì tị nhịn đói à? Thì uống nước sông. And we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. Ăn xong rồi, bây giờ ai rửa bát? Anh rửa bát đi. Anh chiên cá cho mày ăn rồi, bây giờ anh rửa bát gì? Ủa? Thôi anh em mình chơi trò chơi đi. Chơi trò chơi để làm gì? Để ai thua rửa bát. À, ai thua rửa bát. Ừ. Anh nấu cho mày ăn rồi. Bây giờ mày bắt anh rửa bát. À. Thế mới có trò chơi chứ hả? Rồi. Bắt đầu đi nhá. Rồi, bắt đầu đi. Ai thua rửa bát nhá. Được, ok. Rồi, được. Rồi. Bát đây, thảo thua đi rửa nhá. Rửa luôn ạ. Rửa luôn. Để luôn bên mày đang là mày để thua. Để luôn bên mày ra nào. Rồi. Tao vào rửa nhá. Ba kèo hay một kèo thôi? Ba kèo đi. Ba kèo nhá. Cho hấp dẫn. 1 2 3. 2 3. Nó chưa được một kèo nhá. 1 2 3. Hòa rồi. Quyết định nhỉ? Hai bạn nhỉ? À, hai người thắng hai là rửa luôn đấy. 1 2 1 2 3. Yeah. Thắng rồi, anh thắng bây giờ nhá. Anh chơi đảo. Chơi ba đi. Chơi đảo đâu, anh chơi đảo bên đâu? Lập rè đấy. Lập rè đâu với mày. Được rồi. Vinh nhẹ thua rồi, Vinh nhẹ chỉ phải rửa bát nhá. Rửa bát đi. Tôi phải rửa bát các bạn ạ. Thua chẳng phải rửa bát. Mà không có gì hả, đừng có mỡ mở. Cứ rửa đi, rửa đại đi, rửa cho sạch là được. Ô thế bây giờ mày không rửa thì còn bẩn hơn. Thấy chưa? Rồi. Bóng nhá. Mày không rửa sạch thì anh em mình ăn đau bụng ấy. Rồi. Rồi cất đi, cất cất bát đi. Khan nước quá. Thôi bây giờ tôi phải đun nước sông lên uống thôi. Vẫn phải thực hiện ăn chín uống sôi. Vì tôi đây có lửa nên tôi sẽ đun nước lên để uống. Ăn chín uống sôi nhé các bạn nhé. Đun nước lên thì nó vẫn tốt hơn là uống nước sông trực tiếp. Uống nước sông trực tiếp là rất nhiều vi khuẩn. Nhưng mà khi tôi đun sôi lên rồi thì chắc là rất nhiều vi khuẩn nó đã chết rồi. Thì khả năng là uống rồi đấy. Vinh ơi, có nước uống rồi em ơi, dậy đi. Ra đây uống nước em ơi. Không. Đang cắt nước. Nhưng mà nóng lắm, từ từ. Từ từ đã. Nóng ghê. Uống được nhưng nó hơi ngang ngang vì nước sông mà. Không không sao. Sinh tồn chẳng phải uống nước chứ bây giờ chẳng phải nhịn khát chắc. Mày uống không Vinh? Hả? Uống không? Có à, anh uống đi. Nóng quá, nóng, nó ngang. Ngang lắm. Nó không ngọt như nước bể. Nó sao ngọt được như nước máy được. Tưởng đây nước từ trên trời, nước từ trời mưa xuống thì mà sao này. Nước sông nó bẩn lắm chứ mày bảo. Em tưởng từ nước từ trên trời kia. Mày uống đi. Uống chưa? Uống rồi. Ui vậy. Hơi nóng ấy, được đấy. Uống nhiều vào. Ừ. Nước này uống ngang ngang thật, không như nước mình. Thế nước sông nhỉ thế? Em tưởng nước sông từ trên nước mưa xuống mà uống sao nó ngang thế nhỉ? Cố lên em ơi. Uống này để anh em mình cùng nhau sinh tồn ở trên cái thuyền này. Nếu không uống nước thì em không trụ lại được đâu. Có nước uống là tốt rồi. Đấy, anh thu cả xoong đi. Đấy. Nó hơi ngụt ngụt kia rồi. Làm sao mà vi khuẩn còn gì nữa đâu không? Không sợ.
cứ đun sôi này gần như là vi khuẩn nó chết hết rồi các bạn ạ. Vậy là đã giải quyết được nhu cầu nước uống và thức ăn. Thế là anh em mình sẽ sinh tồn được trên thuyền độ khoảng vài ngày đấy. Có cá ăn rồi, có nước uống rồi. Vậy là kết thúc một ngày lênh đênh ở trên sông thì tôi thấy cái thử thách sinh tồn ở trên cái nhà thuyền bìa cát tông này cũng rất là thú vị, rất là vui. Đặc biệt là mình được trải nghiệm cuộc sống lênh đênh ở trên sông giống như các bà con ở trên sông nước ấy, cảm giác rất là thú vị. Cái cảm xúc khi mình sinh tồn ở trên sông thì đầu tiên là tôi thấy cảm thấy là không khí ở trên sông rất là trong lành, nó thoải mái, kiểu xung quanh toàn là cây cối ấy, nên tôi cảm giác là nó không khí nó trong lành nên cảm giác tôi thoải mái khi làm thử thách sinh tồn ở trên sông. Đặc biệt là được ăn cá sông nữa, rất là tuyệt vời nữa. Đúng, uống nước sông nữa không tuyệt vời à? Uống nước sông này thì là bắt buộc anh em mình làm thử thách sinh tồn thì anh em mình phải uống thôi. Chứ uống nước sông cũng không tốt đúng không? Tốt chỉ đi ăn cá sông tốt thôi. Cá sông thì ngon, cá sông vừa lại ăn ngon, ngồi đi mới lùi các bạn. Nước này mình đun sôi được vẫn uống được, nói chung là cái gì cũng được. Thôi hôm nay sinh tồn chỉ đến đây thôi. Nếu mọi người muốn tôi làm clip sinh tồn hay là muốn cô làm clip gì nữa thì các bạn cứ comment nhá. Và clip này được 100.000 like tôi sẽ đi thuê du thuyền làm clip ở trên du thuyền nhé các bạn nhé. 100.000 like làm luôn lập tức. Vậy là xong clip sinh tồn trên sông bằng nhà thuyền bìa cát tông. Nếu mọi người thấy clip của tôi hay cho tôi chung là một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn cùng xem nhá. Cảm ơn các bạn xem clip tôi, hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.